Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, mạng lưới Logistics Thông minh ASEAN với dự án đầu tiên Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc đã chính thức được khởi động. Khởi công siêu cảng 200 triệu đô la Mỹ Logistics ICD Vĩnh Phúc đây là dự án có tổng vốn đầu tư gần 200 triệu đô la Mỹ do liên doanh tập đoàn TNT Group của Việt Nam và tập đoàn YCS của Singapore triển khai trên địa bàn thị trấn Hương Canh và xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo thông tin mới nhất từ phía nhà đầu tư, dự án trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc đang được gấp rút hoàn thiện những thủ tục pháp lý cuối cùng. Liên doanh nhà đầu tư đã đặt quyết tâm sẽ triển khai khởi công dự án ngay trong tháng 12 năm 2020 và tiến độ này cũng được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đồng ý về nguyên tắc nhằm sớm triển khai dự án hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng hai nước. Như vậy, thời gian khởi công dự án có thể được tiến hành sớm hơn nhiều tháng so với nội dung đã được đưa ra trong quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, chi phí logistics hiện nay là rào cản lớn đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung, doanh nghiệp nói riêng. Chính vì vậy, chính phủ đặc biệt quan tâm tới việc phát triển ngành logistics và coi đây là hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao, đặt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững. Hiện nay, chi phí cho logistics chiếm khoảng 17% GDP, tương đương khoảng 42 tỷ đô la Mỹ, đóng góp khoảng 4% vào GDP. Chi phí cao của logistics ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng. Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc tập đoàn TNT Group, đồng chủ đầu tư dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc chia sẻ: Để đẩy mạnh phát triển lĩnh vực logistics tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành quyết định số 200, quy đề TTG ngày 14 tháng 2 năm 2017, phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ Logistics Việt Nam đến năm 2025. Một số chuyên gia cho rằng, việc khởi động mạng lưới Logistics thông minh Asian với dự án đầu tiên đặt tại Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động trên của chính phủ. Ông Đỗ Quang Hiển bày tỏ niềm tin vào hiệu quả của dự án. Chúng tôi tin tưởng rằng dự án đầu tiên trong mạng lưới logistics thông minh Asian sẽ mở đầu cho sự đột phá của logistics Việt Nam, hướng tới mục tiêu năm 2025, chi phí logistics tại Việt Nam xuống 14% và đến năm 2035, xấp xỉ Singapore ở mức 8 đến 10%. Theo ông Đỗ Quang Hiển, dự án trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc có 4 trụ cột chính là kết nối, bền vững, tốc độ và khả năng mở rộng hướng tới năm mục tiêu là xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững, logistic thông suốt với trung tâm ngang tầm quốc tế, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực. Dự án có thiết kế tích hợp giữa cảng cạn ICD và trung tâm logistic công nghệ cao đa phương thức, nằm trên diện tích rộng hơn 83 ha. Dự án có trung tâm điều hành thông minh cảng cạn Superpros giúp nhanh chóng và dễ dàng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt cũng như chuyển hàng tới các cảng biển và sân bay trong khoảng thời gian tối thiểu. Dự án sẽ thúc đẩy giao thương Việt Nam, ASEAN, Trung Quốc và các thị trường quốc tế khác. Đồng thời tại đây sẽ mở ra các trung tâm đào tạo với chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuỗi cung ứng logistics công nghệ cao, thông minh 4.0.